vì mình là người trời có phước hơn hơn chúng sanh vạn vật, thì quý vị cũng cố gắng hiểu ra, hiểu lời tôi nói và tinh tấn để mà tu tập được tốt hơn. Vì thời gian phước của quý vị cũng sẽ có giới hạn, cũng sẽ có giới hạn, mà khi hết rồi thì quý vị lại cũng phải quay xuống, để từ đó mà làm thân của kiếp nhân sinh. Như vậy thì nếu bây giờ quý vị đã hiểu ra rồi thì quý vị nên cố gắng tinh tấn tu tập để đạo hạnh của mình càng ngày càng xa, tương lai của mình có tiền đồ. Tiền đồ là sự sáng suốt và sự rộng mở. Khi đã hiểu được sự mơ và ngộ như vậy thì quý vị đã thấy được chân tâm, hiểu được như vậy thì thấy được chân tâm của mình, từ đó mà luôn luôn làm những việc có ích cho đời sống lợi lạc nhân sinh. Đây là một sự vui mừng. Kính thưa quý vị đồng tu, bài giảng kinh điển và thuyết pháp hôm nay chúng ta học đến đây thôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị đồng tu ở video bài giảng tiếp theo. Xin cảm ơn.